Cảm ơn anh. Hóa ra Vân là nhà báo à? Nói như thế thì oách quá. Ngoài biên tập cho tờ tạp chí chính thì Vân cũng viết bài cho một số tờ báo khác với tư cách là cộng tác viên thôi. Như vậy chân trong chân ngoài cũng có vẻ thú vị đấy. Chắc thu nhập cao lắm. Tôi nói vui thôi. Làm gì thì làm, cũng đừng để bị quấn theo công việc. Thỉnh thoảng nên đưa chồng đi du lịch. Tôi ly hôn rồi. Vân, em đang ở đâu đấy? Tôi đã xóa số của anh từ lâu rồi, để không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa. Tốt nhất là anh cũng nên làm như thế. Em muốn nói, muốn chửi gì anh nữa cũng được. Nhưng mà Vân ơi, anh phát hiện ra mình đã sai rồi. Anh thực sự sai rồi. Anh làm gì cũng không đúng. Anh không biết phải nên làm thế nào nữa. Em bảo anh phải làm sao đây? Vân, anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Vân ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Anh là đàn ông cơ mà, anh phải sống sao cho đáng mặt nam nhi chứ. Anh khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì? Chuyện của tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi. Đi đâu rồi không biết nữa. Muộn thế này còn chưa đưa con bé về. Mẹ nói là đưa đậu phộng xuống sân mà. Làm gì có đâu, em đi mấy vòng rồi đấy. Mãi phải xem thế nào chứ. Mẹ suốt ngày đưa con bé lang thang ở dưới kia, em không đồng ý đâu. Thì... ngoài kia bắt cóc như danh ấy. Thì mẹ đi đâu làm sao em biết được. Mà cháu của bà khắc cẩn thận. Ô hay, anh nói thế mà nghe được à? Bà cho con bé xuống sân chơi thì được, nhưng chỉ loanh quanh ở trong khu thôi. Mang nó ra ngoài đường làm gì?